Nhà của chú Mười rồi. Sao lưng chặt bông quá trời. Đang đang gõ cửa. Ê chú Hoàng. Đang. Mình á hả? Hả? Đâu có. Đâu. Chị vàng bông á. Nắng rồi bỏ vô. Ui biết rồi mấy cái dầu này. Mình uống nước về không? Dạ không cho con. Thôi con. Cái này là anh Hoàng. Bây giờ là 10 giờ 50 tối ngày thứ ba, đang ở phi trường Reagan để đón bà Tám từ Việt Nam qua dự đám cưới của Trang. Phi trường này nằm ở thủ đô của nước Mỹ, cạnh bờ sông Potomac. Giờ ngồi chờ cũng được nửa tiếng rồi. Có một số hành khách đang bước ra. Đang chờ ở cái cổng 12 thì đang ôm bó bông đứng chờ. Hello. Thế vào có không? Rồi, đã gặp được cô Tám. Bây giờ đi thang máy xuống lấy hành lý. Thang máy xuống hành lý. Kê trang elevator kìa. Nhất với lại Mỹ không, hôm nay ngồi chung với hai Mỹ đen rồi sát cho toilet luôn. Còn trước thì ngồi với hai nhỏ Nhật, mà phi trường Nhật nó được lắm nha, xuống cái đông lắm, xe đẩy 7-8 người chờ sẵn. Còn Mỹ vừa rồi ạ, chở hai người nó đông không mong chờ. Ở tiếng Việt á, mình cho nó nghe. Đâu rồi? Thank you.
sau một cuộc hành trình vất vả từ Việt Nam qua đến Nhật, rồi Nhật qua đi qua ghé Texas, rồi Texas đi qua bên Washington DC thì bị lỡ chuyến bay cho nên phải đi chuyến sau. Đáng lẽ là 8 giờ đã tới đây nhưng mà giờ 10 giờ mấy mà nó sẽ đổi chuyến bay và sẽ đi phi trường này là phi trường khác, không phải là phi trường Dulles Airport, nó là phi trường Reagan. Bây giờ đang đến cái chỗ lấy hành lý. Houston qua chuyến bay đáp xuống lúc 10:46 phút. Rồi. Chú Giao gọi điện thoại. Chứ giao gọi thẳng luôn, không có qua Facebook, FaceTime gì, tốn tiền. Không, cái nào mà nó có cái dây ràng vậy. Đúng rồi đó, cái dây ràng màu cam á. Một cái nào nữa không? Còn cái nào nữa không? Cô Tám bây giờ ra ngoài cái vườn nhỏ bên hông nhà để cắt rau vô để ăn phở. Thì ngò gai năm nay thì nó hơi èo. Đây, ngò gai nó ra chỗ bông hết rồi. Đây, ngò gai này rất là an toàn vì không có phun thuốc trừ sâu nha. Organic, nguyên chất. Hơi nhỏ. Nó hơi nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Sạch sẽ, tinh khiết, không có thuốc quá chất. Tôi cắt sát chưa? Cắt sát cho đi. Nó dài, tại cây lá này nó ngắn quá rồi. Sát nữa, cho nó còn mọc lên nữa. Tại vì nó ít mà. Yeah. Cho nó mọc lên nữa chứ đừng có bớt cái gốc. Để nó nhảy lên á. Bao nhiêu lắm không? Cây cỏ nhỏ. Năm nay á, là lúc mà gieo hạt xuống á, mình lại đổ đất mới á, nên cái đất nó sót, nó làm cho cái cây nó lên không nổi. Chứ năm ngoái là nó đất cũ của mình rải xuống. Lên bông mà cái lá nó không được to. Dạ. Nó lên bông. Đây nữa. con lấy từ trong chậu con cấy ra đó. Cái hộp này để nó già để lấy sang năm cất đi để mai sang năm đến mùa hè đó trồng lại. Thơm lắm. Nó thơm lắm. Cái này ngò gai này có nhiều tiệm phở nó không có cho ngò gai đâu cô.
nó cho rau quế à. Ừ. Nghe bên đây mắc lắm. Ngò gai mắc. Ngò gai cái có bài thuốc trị sạn đó. Vậy hả? Sạn thận nói với rau ôm đó, hai cái mà xay uống đó. Cái người bị sạn thận mà sạn nhỏ đó. Là nó tống ra ngoài được đó. Nó cũng là bài thuốc. Sạn bự thì không biết làm sao chứ. Bị sạn nhỏ nhỏ đó là trị được hết. Xay uống. Nếu mình ăn sống được á, càng tốt. Quế không? Quế cũng cây. Được không con, có cắt nữa không? Hay hết, rồi. Đủ rồi. Hết rồi. Nó có chút xíu à, nó chưa có được bự á. Để cho nó nhảy lên nữa. Nó nhỏ nhỏ vậy mà nó lên. Đó nè. Cái này nhỏ bé tí mà. Nè, kể đây nè. Nó bé tí, bé tí. Thì cái năm nay nó eo rồi. Rồi. Bên này nó là bên chiếc chậu này có nè con. Lá quế. Nè. Mà gai. À bên này nhiều nè. Đó bữa trước là cấy bên này nè. Cấy bên này xong cái mới cái... nhổ qua. Cái lá nó bự, cái lá nó dày một chút. Rất là thơm. Nó ra bông luôn á mà cái lá nó không được to ha. Mình phải gieo phân thêm á hả? Tại vì mình xài phân mới quá, nó lá nó bị chết á. Cái này không phải, cái này cái này cái tầm bậy. Tầm bậy hay giống như cái lá cải tại xanh nè, lá nè, đó lá nè. Rồi. Rồi. Cái lá này là lá chua nè con. Năm nay nó cũng không lên nổi. Nó chua ăn với có uống cà phê con để cái xác cà phê. Có, con đổ gốc kia kìa, nó đổ gốc này nè. Này húng luộc cái húng gì húng á, húng á. Húng hả? Húng gì đó. Cái mùi. Này. Rau gì ăn bún riêu. Rau kinh giới à? Kinh giới. Kinh giới nhỏ như vậy. Kinh giới. Cái dòng kia kinh giới bự lắm. Tại vì của con nó lên nhỏ. Đó, vô trong. Coi bước vô trong này nè. Đây. Đó. Xác ở phía trong á là rau quế. Rau răm. Quế mình đây. Đó, rau quế đó. Rồi, quế đây ha. Đó, rau quế đó. Có quế rồi đây. Thơm ghê đó. Quế này nó không có bự gì mà nó thơm lắm. Đó là cây cần nước á. Đó, cây quế đúng không? Mình đâu có ăn tía tô kinh giới vậy phải không? Ở phở hả? Ờ, đâu không? Phở không có ăn. Không, không có. Bún riêu mới ăn kinh giới. Đây thì chỉ có quế thôi. Không có ăn rau răm phải không? Rau răm. Đó rau răm, đó rau chua. Giấp cá. Giấp cá. Giấp cá sai ghê. Giấp cá nhiều lắm. Hôm nay gì vậy? Rau húng á. Húng. Húng cây á, à. Con xé lá ăn nữa rồi. Húng cây cũng ăn được. Con bước vô luôn đi không sao đâu. Ở ngoài phở Minh á nó có. Bước vô đi, đạp lên nó không sao đâu. Mấy chút đỉnh nha. Dạ. Húng cây quá trời nhiều nè. Dạ, húng cây nhiều lắm. Cái cây đó là tự động sang năm nó mọc trở lại con. Húng cây ăn phở được. Dạ. Ăn phở Minh nó có, thơm quá, húng cây thơm quá đi. Dạ. Cái đó là không phải húng. Nhổ đi con, nhổ đi. Hả? Nhổ cái vực nó lên. Nó giống như là cái gì á? Cái gì á, cái dại á. Cái này nó giống nhau vậy. Dạ, yeah, nó dại á. Yeah. Nó giống như là rau đay, rau dền vậy á. Đủ chưa con? Dạ đủ rồi con. Rồi. Bên này tụi nó ít ăn rau thơm lắm.
Cái chừng tay ăn nha con. Rồi, không sao. Rồi. Trời như muốn mưa nha. Rồi, trời muốn mưa. À, đạp lên luôn, đạp lên luôn. Đạp lên luôn. Cái đó là bông cây bông á. Giống như bông 10 giờ vậy, không sao đâu. Kệ nó. Rồi, hôm nay chắc mưa nữa nè. Hôm nay chắc mưa. Đó, cô bẻ ớt kìa. Có ai ăn ớt không? Trái, có ai ăn không? Thì cứ ớt chín mình cũng phải bẻ vô. Bẻ vô mình để tủ lạnh để dành. Cây nó chết rồi đó, cây đó là mấy năm rồi nó tàn rồi, nó tàn rồi. Cây rồi ta có cái gì đó, cái cây á mình ghim nó lên cho nó đứng nó đừng có bị ngã. Còn kế bên cô là rau muống á, chậu rau muống á. Cái đó mà tím dễ thương quá ha. Tím, rồi xong cái nó sẽ trở qua thành đỏ. Còn muốn ăn giòn á thì mình ăn tím. Màu lạ. Còn này là rau muống nè cô. Rồi. Đây nè, đây, đó đó. Thu hoạch được một mớ rau rau muống này ăn được rồi đó mà nó mọc lẹ lắm, rất là xanh. Rồi hôm nay không có ăn gì rau muống hết, nay ăn phở rồi. Sau khi hái được một mớ rau vô cái để xả. Lát nữa ăn phở cây xả không con Linh nó trồng để cho con thỏ ăn á. Mấy cái rau nhỏ 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 là cho thỏ ăn á. Chân nó bị hư rồi đó, cái gốc á. Nó dậy á, không vết đâu. Vui quá, vui. Rồi xong. Bây giờ rửa rồi lát nữa ăn phở. Hôm nay là cái ngày tụi nhỏ nó sẽ tập múa để chuẩn bị đám cưới cho Trang, lát nữa nó sẽ qua nó ăn phở. Ok.